Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Một tuần đã trôi qua và không biết là câu chuyện của tuần trước chúng ta đã tạm thời dọn dẹp cảm xúc để có thể đón nhận thêm câu chuyện của tuần này hay chưa. Chúng ta cũng không biết rằng là mỗi tuần ở đây một câu chuyện được bày biện ra thì nó sẽ là một cái câu chuyện nặng hay nhẹ, vui hay buồn, bi hay hài. Bởi vì chỉ khi nào mà nhân vật khách mời của chúng ta lên tiếng thì chúng ta mới biết được câu chuyện đó như thế nào mà thôi. Ngay cả người dẫn chuyện, người lắng nghe ngồi ở đây là mình thì mình cũng thực sự không có biết được câu chuyện đó là gì. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ nhân vật của tuần này. Chào em. Dạ, con chào cô. Wow, con chào cô. Rồi, mời con giới thiệu với quý vị khán giả nè. Con chào mọi người, con tên là Xuân My và năm nay con 18 tuổi. Dạ. Rồi, vậy thì hiện giờ công việc của mình là mình đi học hay là mình đã đi làm rồi? Dạ, con đã đi làm rồi. Và công việc hiện giờ của con là làm KOL, làm về mạng TikTok là về nhiều nhất. Content của con thì con sẽ hay đi quay, nhảy và bắt trend và quay những cái vlog nhỏ nhỏ mỗi ngày. Vậy thì cái cơ duyên mà mình kết nối với cô để mình xuất hiện ở chương trình này là một ai đó xúi mình, một ai đó kêu mình là lên đây đi, gặp cô Nhi A đi, hay là bản thân con mong muốn sẽ được ngồi ở đây cùng với cô trong tuần này để kể về câu chuyện của mình? Dạ, là con muốn ngồi ở đây và con thực sự là muốn kể cái câu chuyện của mình. Con nghĩ rằng là cái câu chuyện của con sẽ có rất là nhiều bạn gặp phải, bạn sẽ giống con và có thể bạn sẽ đang mắc kẹt giống con. Cho nên là con muốn lên con chia sẻ và con muốn cho những bạn đó thấy được rằng là con đã từng bị nặng như thế nào và con có thể vượt qua được. Mấy bạn đó cũng có thể làm được. Con muốn bắt đầu vào năm mẹ con mất hết tất cả. Năm đó con mới có học lớp 5 thôi. Cái em bé lớp 4, lớp 5 của thời điểm đó hình dung gia đình của mình, mẹ mình sẽ phải có những cái sự khốn khó như thế nào? Lúc đó con hình dung là gia đình của mình rồi sẽ như thế nào? Chăm sóc sức khỏe đúng cách cho bạn và gia đình với Doctor Network, nền tảng video y tế được xác thực bởi bác sĩ. Dạ, con hình dung là mình sẽ không được học hết cấp 3. Nếu mà thực tế vào thời điểm đó con sợ là con nghỉ học sớm quá, bạn bè của con sẽ nhìn vào và sẽ soi mói con bị sợ những cái đó, cho nên là con không muốn nghỉ học. Lúc đó gia đình của con có những thành viên nào ấy? Dạ, con có một chị nữa. Một chị? Chị con lớn con 2 tuổi. Là khoảng lớp 6, dạ, lớp 7. Dạ, đúng rồi. Có với mẹ. Dạ. Rồi, còn ai trong gia đình mình nữa không? Dạ không. Là nhà có ba mẹ con. Dạ, mẹ con là single mom nuôi con và chị con từ cái lúc mà còn đỏ hỏm tới bây giờ luôn. Con có biết ba của mình? Về cái ký ức hồi xưa về ba con á, thì ba con có về thăm con. Con có nhớ ba con, nhưng mà trong ký ức của con, ba con không tốt. Em Home, thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Vì đánh đập mẹ con, rượu chừa gái gú, tiết tiền với vợ con mà lại đi bung tiền cho ngoài xã hội. Xong rồi tiết mất cái chai thuốc bổ 70.000 mà còn tiết cho con nữa. Xong rồi mẹ con mới đẻ 2-3 tháng. Xong rồi bắt mẹ con là ôm con đi sinh đi. Mà mẹ con á là sống là người đàng hoàng, cũng kiểu như là cũng có một cái sĩ diện riêng, và mẹ con khổ thì khổ nhưng không bao giờ cho con thiếu đồ ăn ngon, không bao giờ thiếu quần áo đẹp, mà ba con lại muốn mẹ con làm điều đó, mẹ con không chịu. Và đó là mẹ con gửi con đi vào, lúc đó con mới có 2 tháng tuổi thôi, mà ở Đà Lạt mẹ con phải gửi con sang một cái bà vú một ngày, vào thời điểm đó là 5.000 một ngày hay là 5.000 một tháng con cũng nhớ, mà mẹ con từng kể gửi cho bà. Xong rồi 2 tháng là mẹ con phải đi dầm mưa bán số để kiếm tiền nuôi con. Thế rồi sau đó thì sao? Thì cái vào khoảng thời gian lớp 4, lớp 5 là thông báo là bán đất, là lúc đó mẹ con cũng chưa hoàn toàn là mất trắng đâu. Chỉ mới tầm 40-50% thôi. Xong rồi cái mẹ đi làm hơn 1 năm mẹ không về thăm con. Con đi cùng với chị con, hai chị em về ở với ngoại lên lớp 6. Con xin ngoại là dắt con đi lên về Đà Lạt thăm mẹ, tại vì một năm rồi chưa gặp mẹ, con nhớ mẹ lắm. Thì lên vào cái thời điểm đó thì mẹ con là mới thật sự mất hoàn toàn. Con nhớ vào thời điểm đó luôn, mẹ chuyển ra nhà trọ, đồ đạc mọi thứ nó bị mất hết một nửa luôn. Mẹ đi đêm nhiều,
Bình thường là con gặp mẹ á, là mẹ sẽ rất là hay dắt con đi công viên chơi, mua đồ chơi cho con. Tại vì mẹ rất là hay cưng con những cái đó. Nhưng mà vào thời điểm đó con lên mà mẹ đi làm suốt à. Mẹ đi làm từ sáng cho tới 1-2 giờ đêm mẹ mới về. Nhưng mà lúc mà mình lên thăm mẹ đó thì mẹ đi làm suốt, thì lúc đó mình có biết công việc của mẹ là gì không? Dạ biết, con biết, con chỉ nghĩ mẹ đi lấy nợ. Là đúng là thời điểm đó mẹ đi lấy nợ. Mẹ nghe nói là mẹ đi tới những cái chỗ đó mẹ lấy nợ, nhưng mà người ta không có để người ta đưa cho mẹ con, họ trốn luôn. Lúc đó là con nhớ 1 giờ đêm mẹ mới về, mẹ đi vô. Lúc đó mẹ mới khóc ròng rã với ông bà ngoại luôn, là ba mẹ ơi, con mất hết rồi, giờ con không biết phải làm sao hết, con mất hết rồi. Ông bà ngoại cũng hơi chết đứng một tí, tại vì nghĩ là mẹ con rất là tốt đẹp luôn. Khi mà mẹ con khổ với ba con xong á, là thời điểm mà mẹ con đã bắt đầu là làm ăn rất là có, vừa có xong được mấy năm thôi là bắt đầu rớt về con số 0. Sau đó thì mẹ vẫn ở phòng trọ đó tầm 1 tháng. Lúc đó mẹ bị stress nặng quá, mẹ khóc quá trời luôn. Con nhìn mẹ với hình dạng là nằm trong tối, mặt mày xanh xao xuống. Bình thường là mẹ con rất là đẹp á, rất là hay diện, và đối với mắt mẹ con lúc đó là con thấy mẹ con xinh lắm. Người phụ nữ mà trong thời điểm người ta họ tự lập kinh tế, họ rất là tự tin. Nhưng mà khi người ta mất rồi á, xề xòa. Nhìn mẹ con vào thời điểm đó và con hiểu rằng mẹ con đang bị áp lực. Lúc đó mẹ con bán hết những cái đồ dụng trong nhà, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, bán hết luôn. Lúc đó con buồn lắm, con nói sao bán hết vậy mẹ. Kêu là thôi đi nơi khác sống con à. Mẹ không sống đi được, và mẹ con đang bị đặt nặng cái vấn đề đồng tiền. Lúc đó mẹ con vừa mất một người mà vừa có tất cả nhiều, mà tự nhiên mất một cái lại muốn lao vô đi kiếm tiền liền. Là đó là áp lực rồi chứ không phải là làm việc nữa. Lúc đó là mẹ bị áp lực, nhưng mà mẹ chưa có bộc lộ nhiều ra, mẹ chỉ là buồn, rầu, rồi núp mình vô một góc thôi. Chứ mà để bộc lộ lâu ngày ra thì vào cái thời điểm con về, con bắt đầu con đi học. Cái tính của con là rất là cá biệt á. Con đi học, con về là con không có chịu đi về đúng giờ, con còn đi chơi nữa. Xong đâm ra mẹ đang áp lực tiền nữa, mẹ đánh con. Một ngày chắc con ăn chắc 2-3 trận đòn là bình thường. Là lúc đó con ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ không, lúc đó con về lại Phú Yên. Mẹ rồi. Có về lại Phú Yên với con? Dạ có. Vào thời điểm đó con hơi quậy một xíu, con hay hư á. Xong giờ con nhích một xíu thôi là mẹ cũng đánh con nữa. Mà mẹ đánh con là mẹ như một con người khác vậy. Mẹ đánh con rất không là... Không kiểm soát. Dạ đúng rồi. Đánh con lằn tay, giống như là nhiều lúc con còn phải đem cái mặt lằn đi học luôn. Cảm xúc của con trong mỗi cái trận đòn mà mình hưởng từ mẹ là cái gì mi? Con chỉ cảm thấy mẹ không hiểu cho con. Lúc đó mình có oán giận mẹ không? Con giận nha, con giận lắm. Con biết là mẹ không có cái ý đó, nhưng mà là mẹ lại không ngọt ngào với con. Con là một đứa rất là thích ngọt, và con muốn chia sẻ và nói chuyện với con từ từ. Nếu như mà đánh đập con như vậy á, là con sẽ sinh ra cái oán hận, chứ con không có nghe lời đâu. Mẹ lại trị con bằng cách lâu lâu cứ dắt chị đi chơi rồi cứ bắt con đi học bài gì đó. Đó là cái cách phạt mẹ dành cho con. Con không có nói chuyện với ai luôn. Đi học về là con cảm giác như là con không muốn gặp mẹ với chị. Tại vì trong nhà lúc đó là ông bà con về lại Đà Lạt ở, còn cái nhà đó là con với mẹ ở đó, với ba mẹ con là ở đó. Lúc đó con có mong muốn gì? Con chỉ mong muốn là mẹ đừng đánh con nữa. Mẹ hiểu con hơn một xíu. Có một ngày mẹ đánh con đến mức mà con nhớ cái cảm giác đó luôn. Trốn như hóc. Là khi mà con trốn như đó là mẹ sẽ không đánh con được nữa. Tại vì góc có xíu kia nè, là con chung như chổng, là con ngồi dù mẹ có chọt cây mẹ quýnh là cũng không được. Xong mẹ mới kêu con ra, mẹ phạt con, để con xin lỗi. Bắt đầu tự nhiên lúc đó con bị khóc biến lên. Con khóc biến liên tục 2-3 tiếng mà con không ngừng được, con không kiểm soát được. Lúc đó là mẹ con mới sợ là con bị cái gì. Rồi bắt đầu mẹ mới bình tĩnh, mẹ trấn an con lại. Nhưng mà lúc đó mẹ vẫn bảo thủ riêng của mẹ. Mẹ cũng chưa thật sự hiểu là con đang gặp cái vấn đề gì đâu. Nó hơi tâm lên một xíu. Là lúc mẹ con đẻ con ra xong, mẹ con có lỡ phá thai em con hai người. Cái năm đó là năm tuổi con, 2017. Con biết là về cái chuyện tâm linh không phải là ai cũng tin.
nên con kể cái câu chuyện con ra, con cũng không bắt là ai tên con, nhưng câu chuyện này của con là 100%. Năm đó em con cũng tìm về. Cái lúc mà mẹ con phá em con đi và cầm cái xác thai nhi về để chôn á, con đâu hề biết, lúc đó con còn nhỏ mà. Em con lại chính về nói là tại sao mẹ lại chôn con như vậy, với chó mèo bới lên xé tan tành cái xác của con ra, nói nếu như mà nói thẳng vô là em con vào anh con nhập vào con. Dạ, nó con không biết cô tình không, nhưng mà chuyện này đã có thì còn một đứa đầu thì kêu rất là thương con, đi theo bảo vệ cho con. Hôm năm ra con bị khủng hoảng tâm lý, con thấy những thứ không cần nên thấy, xong rồi con mới tạm dừng cái chuyện học của mình. Sao mẹ cũng không có tiền, mẹ cũng tạm dừng lại công việc hiện tại luôn. Năm đó mình bao nhiêu, mình học lớp mấy? Dạ, đang giữa trường lớp 6. Là con nghỉ học? Dạ, con nghỉ học, kiểu như con không phải nghỉ hẳn, mà con tạm thời con xin nghỉ. Con nghĩ là mình xin nghỉ 2-3 tháng thôi, đi học bằng vô chùa con ở. Rồi công việc quê quán cũng như là nơi ở hiện tại của mình đi ha. Dạ, thì hiện tại em đang ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tên gì nè, tên gì, bao nhiêu tuổi nè? Em tên Nguyễn Trường Hoàng, sinh năm 1986. Dạ, 1986. Tháng 11, 1986. Rồi, đang ở Bình Tân đúng không? Dạ, đang ở Bình Tân. Rồi, Hoàng làm công việc gì ở Bình Tân ha? Dạ, hồi trước thì em làm bên hành chính nhân sự văn phòng á. Nhưng mà bây giờ, dạ, bây giờ thì em đang làm bên trợ lý cho sếp để mà vừa kim tài xế chở sếp luôn. À, rồi thu nhập mỗi tháng này cho hai công việc kiêm nhiệm này ok không mà? Dạ cũng tạm tạm chị, khoảng 11 triệu. Ừ, thu nhập khoảng 11 triệu, còn gia đình mình là ở đâu? Dạ ở thành phố Hồ Chí Minh luôn, ngay quận Bình Tân. Là sống ở đa, là Hoàng đang sống cùng gia đình đúng không? Dạ không, chỉ sống với mẹ thôi, ba mất rồi. Ừ, là có nhà riêng rồi, lấy vợ là về làm dâu đúng không? Dạ, mấy anh chị thì có một chị cả thì lấy chồng Pháp rồi. Còn hai ông anh thì có nhà riêng, ở xa hết rồi. Rồi, Hoàng có điểm mạnh điểm yếu gì Hoàng ha? Dạ, điểm mạnh của em là thanh niên nghiêm túc, chuẩn mực, không không hút thuốc, không bài bạc. À, tất cả đều không, kể cả cà phê cũng không luôn. Rồi không cà phê thì uống cái gì? Dạ uống, ví dụ lâu lâu uống nước ngọt hoặc uống nước lọc thôi. Trời ơi, đi nhậu rồi sao? Đi nhậu hả? Không, em hình như là... Không đi nhậu hả? Dạ, rất là nghiêm túc ạ. À, rồi có điểm yếu gì nữa không? À, điểm yếu thì là ngoại hình thôi. Em cao chỉ khoảng 1m53-54 gì đó. À, cao 1m53. Dạ, có anh Trường Giang á. À, dạ. Rồi, là hơi tự ti về ngoại hình đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Còn còn lại là đều là chuẩn mực, đều là điểm tốt của đàn ông hết. Dạ. Còn lại là đàn ông thanh niên nghiêm túc. Dạ, chuẩn mực. Không, đặc biệt là không gia trưởng nữa. Rồi. À, về tình trường của Hoàng thì sao? Bao nhiêu mối tình về Hoàng? Dạ thì cũng được ba mối tình là gọi là sâu đậm, còn những mối tình vài tháng thì em không tính. Ba mối tình sâu đậm thì kéo dài bao nhiêu lâu? Dạ mối tình lâu nhất là 4 năm. Vì sao chia tay? Dạ thì em không biết nữa, có thể là người ta lừa dối em, cho nên là mỗi lần em muốn về quê để gặp gia đình người đó thì cứ diện cớ này diện cớ kia, rồi sau được hơn một năm thì người ta bỏ em lấy chồng khác. Dạ. Là mối nào cũng vậy hả? Dạ, mối nào cũng vậy, hầu như là toàn là bị lừa dối, hay là bị bắt cá rồi em phát hiện được, rồi em chủ động chia tay, tại vì em thứ nhất là bản thân em rất chung thủy, cho nên em cần một người chung thủy giống em. Nếu mà dù đã đang quen rồi thì không được quen người khác, vì khi chia tay hẳn rồi mới muốn quen. Rồi bây giờ về mẫu người em mong muốn tìm kiếm là như thế nào Hoàng? Dạ mẫu người của em thì đơn giản thôi, không
không quan trọng về sắc đẹp, cũng không quan trọng về hình thức ngoại hình, chỉ cần là không quá lười là được. Thí dụ đơn giản thôi, thí dụ ăn uống xong cái vứt đó, không thèm rửa chén, thì cái đó là ăn xong là phải dọn liền đúng không? Dạ. Rồi còn nấu nướng em nấu rất là tốt, cho nên em vấn đề đó em không quan tâm. Em nấu nướng em có thể nấu được đúng không? Dạ vâng. Về ngoại hình thì sao, rồi về ví dụ như bạn 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 gái ví dụ như đã từng đổ vỡ hôn nhân thì em hoặc là mẹ có chấp nhận không? À, mẹ em cũng chấp nhận, thậm chí có một người con thì cũng chấp nhận luôn, nhưng mà hai người thì chắc hơi khó thuyết phục mẹ. Dạ. Nói chung là một con thì ok đúng không? Dạ đúng rồi. Về tuổi tác của bạn gái thì em mong muốn sao? Nếu mà kiếm được cái người hợp với em khoảng 91, 94 thì rất là tốt. 91, 94, 90 hoặc là 99, đó là tuổi rất hợp với em. Thì rất bằng là tuổi em được không? Bằng tuổi em hả? Thì em cũng hơi ngại, tại vì nghe nói là gái tuổi cọp thì cũng dữ. Dạ. Nghe nhỏ hơn 1-2 tuổi cũng được đúng không? Dạ, muốn vài tuổi cũng được. Ok. Rồi, Hoàng có tài lẻ gì không? Hát hò gì được không Hoàng? Dạ, tài lẻ thì em hồi xưa em có hát cho đám này nọ đó thì có từng đi hát đám rồi, hát cho bọn chị nghe một đoạn thế nào? Dạ. Chị thích nghe thể loại nào? Thể loại này em cũng ca được. Rồi, em có thích thể loại nào thì em hát thể loại đó đi. Dạ, vậy thì em ca một bài Anh cứ đi đi, em cứ đi đi. Dạ. Tình yêu là thế, đôi khi lòng mình ngu nghe, đôi khi lòng người say mê, tin một người đến nỗi rơi lệ. Là thế, khi yêu ai chẳng cần biết nữa, khi yêu ai chẳng cần trong mơ, khi cảm thấy dư thừa. Tình yêu là thế, đôi khi là mình ngu nghe, đôi khi lòng người say mê, tin một người đến nỗi rơi lệ. Là thế, khi con ta chẳng cần biết nữa, khi yêu ai mặc dù trong mơ, cũng là lần cuối nghĩ suy. Thì em hãy cứ xa đi và đừng ngắm nghĩ hạnh phúc xa sao, yêu thương đêm nào chỉ thêm thời gian lãng phí. Ừ thì em cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi, về đâu khi ta đã lạc mất nhau. Mình buồn vì tiếng mình đau, mình buồn thì ai thấu đâu, từng lời buồn chưa hết câu, nước mắt đang dâng khóe sầu. Đừng bên nhau nếu không vui, anh muốn thấy em cười, về đâu khi ta đã lạc mất nhau. Anh cứ đi đi. Thúc của em hơi quên. Dạ hết ạ. Rồi ok, cảm ơn Hoàng nha. Hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Thế có gì là chương trình sẽ liên hệ với em nếu như mà có người phù hợp với lịch ghi hình phù hợp ha. Thì dạ. Cái lịch ghi hình gần nhất của mình á, nó sẽ là đăng là ngày 31 tháng 8. Thì hồ sơ bên chị các bạn nữ cũng khá là nhiều, nên là nếu có người phù hợp thì nếu như các bạn ấy có check lịch thì em sắp xếp được cái lịch ghi hình thì em báo lại cho các bạn ha. Dạ vâng ạ. Ok, cảm ơn Hoàng nhiều ha. Cảm ơn Phụng Huy. Mình đang ở tại Hòa Thành, Tây Ninh. Công việc của mình hiện công việc chính hiện giờ là mình có một quán ăn nhỏ mở tại tại nhà. Mình sinh năm bao nhiêu hả anh Huy? Mình sinh năm 1982. Rồi, kinh doanh quán ăn tại nhà đúng không ạ? Rồi. Anh Huy đã từng kết hôn lần nào chưa? À chưa.
Chưa từng lập gia đình luôn. Sao vậy anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi sao mà mình độc thân lâu vậy? Sao anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Chưa có. Trời thì chưa có mối tình nào luôn hả? Sinh năm 82 mà chưa có mối tình nào luôn. Từng thích ai chưa hả anh ha? Cũng có nhưng mà sao sao mà như mà sao họ có người yêu hết rồi hả anh, nghe em nói rõ không? à nghe Ừ, nhưng mà chưa nghe từng có từng thích rồi nhưng mà sao anh không tỏ tình hay là như thế nào? thì chị qua rồi. Ừ. Rồi bây giờ anh thích mẫu người như thế nào ạ? À mình thì bình thường thôi, không có gì. Bình thường là như thế nào, về ngoại hình, tính cách, tuổi tác như thế nào anh? À ngoại hình thì nhìn cũng được, còn tuổi tác thì nhỏ hơn mình một chút cũng được. Nói ra 1-2 tuổi được không? Được. Anh đang sống ở Tây Ninh là sống với ai? À, sống với ba má với mẹ em. Sống cùng ba má. Và bạn gái ví dụ như chẳng hạn như là bạn gái không may từng đổ vỡ thì anh có chấp nhận không? Cái đó phải xem lại chứ nói thì nếu mà nói qua người khác thì anh không không dám trả lời. Là sao ạ? À? Bây giờ anh có ok hay không ok thôi ạ? Không. Dạ, thế thôi anh chỉ cần nói về thôi, còn nếu mà anh còn xem lại em đâu có biết anh xem gì đâu. Dạ. Về ngoại hình của bạn gái thì sao ạ? Ngoại hình thì mình cũng được thôi. Anh cao mét bao nhiêu? Anh hả? Cao mấy? 6 7. M67 hả? Bạn gái cao mét bao nhiêu thì được? Cỡ mình tương xứng với mình là được rồi em, không cần phải cao. Rồi anh có yêu cầu gì đặc biệt ở bạn gái nữa không? Và anh có điểm mạnh, điểm yếu gì không? Anh cần người để cùng nhau chuyện của mình và cùng nhau sang để có những đẹp xung quanh thôi, còn không thêm thôi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của anh là gì ạ? Anh hả? Anh không biết. Rồi, cảm ơn anh nha. Hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Thì nếu có người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với anh để mời anh cái lịch ghi hình. Thì lịch ghi hình gần nhất của mình á, là ngày 31 tháng 8 tới đây. Nếu như có người phù hợp, có hồ sơ phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với anh nha. Rồi, rồi. Rồi rồi, em cảm ơn anh. Ok. Rồi.